Đệ tử Houston đó con. Hay con khỏe không? Ê à, con gán tu tập thì nhìn hình cha hình mẹ đi. Sư phụ cũng giống giống cha mà, chẳng qua sư phụ già hơn cha thôi. Cha mấy triệu đô mấy chục tỷ tuổi, sư phụ có năm mấy tuổi mà sư phụ già hơn cha, thì nhìn hình cha cũng giống giống. Thì con cứ ngồi thiền đọc kinh không sao hết. Còn sư phụ vẫn ở đây mà, vẫn Cali mà. Cái đó hả? Đâu, họ thiền là Bi Chí Dũng. Gán ngồi thiền đọc kinh để cho mình có cái thanh gươm sắt ở trong đầu phải không, mình chém bập bập hết không có gì hết. Nhớ mà nhìn nhớ ồ nhớ mà à. Rồi, dụ lâu lâu lên live stream cái này để cho mấy bà con ở phương xa người ta gọi đồ được, chứ còn bữa giờ cái mình cứ đi vòng vòng không ở xa tao không có nói chuyện được. Rồi cây con giữ gìn sức khỏe nha. Rồi rồi sớm rồi để chào bye bye. Ok Adam, Selina nói kính chú Kiệt cho con hỏi có phải là hướng Đông Bắc trên giờ thiên tâm phải không chú? Hướng Đông Bắc, rồi nếu mà có tiền thì mua dĩa trái cây, còn không có tiền thì cũng không sao, bó bông, còn có thì là hái bông rừng cũng được, bông ở ngoài lề đường cũng được. Lại hướng Đông Bắc. Rồi tự sinh quy từ nay con xin sám hối tất cả những lỗi lầm tội xưa. Có cái bài đâu mà ta là nó giống như sinh đó mình đánh gì nè. Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2020 ba, con tên là Adam Silina, tên Hồng Trần Sina Sina, tên Thiên là Thiên Silina. Hôm nay con xin thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 vạn ức thiên căn. Thiên lịch trời, thiên căn từ Thượng Đế gửi xuống cõi ta bà Hồng Trần ô trượt. Con vì tham dục vọng danh lợi tiền tài hỷ nộ ái ố gây không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp, nay con xin thành tâm sám hối nhờ ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế mẹ Phật Mẫu Hồng Ân Hải Hà thứ tha tội lỗi. Thứ tha mọi lỗi lầm cho con làm lại cuộc đời. Con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm. Từ nay con nguyện ăn lành ở hiền, tu nhân tích đức và nguyện hành theo 12 giới luật thiên tâm để được về cùng cha mẹ ơn trên cõi thiên. Lại 12 lại. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh, Nam mô Hoàng Mẫu chứng minh. Vậy thôi. Là từ đó nhảy lên cái thiền Bát Nhã. Về trời rất là không có khó, có một cái là mình có quay đầu hay không thì đó, cách vậy nó không có cần thầy cũng chẳng có cần rườm rà lễ vật, tự mình quy tự mình khấn và tự mình lấy kinh ở trên online cuốn kinh Thiên Tâm đọc rồi cách ngồi thiền mỗi ngày ngồi nửa tiếng sẽ về trời.
Thiên Tâm Sinh hỏi sư phụ, cho con hỏi, khi sư phụ về Việt Nam, sư phụ có thông báo trên mạng cho mọi người biết không sư phụ? Cái đó cũng không biết. Và Đức Thầy là người xuất hiện trước, hiện giờ Đức Thầy chưa xuất hiện thì sư phụ cũng vẫn là cái trứng rồng chưa có nở, cà lăng ở đây nè. 50% thì gieo cái hạt giống lành của cha mẹ xuống để mà thời sàng lọc thì Kiệt đã làm rồi. Cho nhân loại mỗi ngày mỗi người đều hiểu và quay tâm về hướng cha hướng mẹ, còn phân nửa nửa đời nửa đạo mà bài kính thiên đó là chưa có gì hết, cho nên trứng rồng chưa có nở, mình chưa có biết thiên cơ đó, quý vị nên nhớ nghe Kiệt nói hoài và nói lại. 80-90% Kiệt biết, còn 10% cha với hội đồng chư Phật giữ ở đó. Đến khi nào xảy ra thì xảy ra. Cả sư phụ của Kiệt là Đức Huỳnh Phú Sổ, ngài cũng là vậy thôi. Cả 80-90% có thể sư phụ biết nhiều hơn Kiệt, nhưng mà cái quan trọng là Kiệt nói những cái quan trọng để cho mình có sự chuẩn bị. Chứ 4 năm nay mà không có cái phòng này á mà nói thì cả nước Việt rất là hoang mang, nhiều người rất là hoang mang, không biết tương lai vô bờ bến. Rồi qua cái mùa Covid hôm nay, kinh tế khủng hoảng của nước Việt nữa, rất là khổ. Trong bỉ cực nó mới có Thái Lai, trong cuối đường hầm của ánh sáng. Để mình nói cho dễ hiểu nha, là mình đã đi 90% của đoạn đường rồi đó quý vị, gắn lên chút. Nhưng mà cái khúc cuối chừng nào á, nó đánh trống dồn và nó nhiều nạn tai chừng đó. Thì trong những ngày kế tiếp, khi chiến tranh bùng nổ á, là chắc nước mình có bị chết đói á. Tại vì nước mình rất là cô đơn trên thế giới, giống như con mồ côi của thế giới vậy. Ukraine đó, nó là có phước hơn mình rất dạng lần, ai cũng lo cho nó, cũng viện trợ cho nó. Còn nước mình không ai dám viện trợ, tại viện trợ vô túi riêng của mấy đại ca hết, không ai dám viện trợ như là Phật. Thì cho nên sáu triệu chim hiền có bổn phận phải lo cho những người thiếu phước hơn mình. Thượng Đế cho chúng ta ra hải ngoại là mục đích là để lo cho nước Việt, chứ không phải cho chúng ta ra hải ngoại rồi đẻ con đẻ cái rồi nó loay tùm lum, rồi loay tới 4 năm đời cái mất giống luôn. Không phải như vậy nha quý vị. Hồi xưa Đức Thầy với cha đó là tính rất là kỹ. Đầu tiên á là trên tổng nóc tòa đại sứ Mỹ là trục thăng nó bay cái dù đưa ra để thất hành đội. Rồi kế tiếp là bắt đầu mình đi theo chiếc Trường Xuân Nhật Biên. Hello dạ yeah. Sau đó cái mình đi vượt biên, chị chờ chút để nói xong á chị nói. Thế mình đi vượt biên, hết đi vượt biên rồi bắt đầu mình tới đi ODP, ODP tới HO, hết HO rồi cái bắt đầu mình mới tới gì ta, tới PNC phải không, hôn nhân phải không, hết hôn nhân vợ chồng bồ bịch, bắt đầu mình mới tới du học sinh này có con ông cháu cha cũng nhiều, nhưng mà thành phần đó cũng thuộc dạng chim hiền bây giờ á, đại qua này nó tỉnh ngộ phải không, nó biết được đúng sai, nó phần quan trọng á. Rồi sau này nghèo quá cái mình đi theo diện gọi là diện lao động quốc tế. Rồi bây giờ lai rai thì cũng vẫn còn những diện mà gọi là có tiền nhiều á, 500,000-600,000 đô á, qua Mỹ. Thì mình đủ kiểu qua Mỹ hết. Nhưng mà khi mỗi một chúng ta giàu cho người quốc gia hay là người cộng sản, giờ qua tới Mỹ rồi mình đều hiểu được cái gì đúng cái gì sai, cái gì gọi là thật cái gì gọi là giả.
dầu cho con cho cha nó qua đây nó cũng biết là hồi xưa ba nó gạt nó nữa, chứ đừng nói làm chi mà ba nó bị bác Hồ gạt. Sao gọi quái vậy ta? Ok bắt thôi cái này. Hello. Hello. Yeah. I like to be open today. Open what? Okay. Sáu triệu chim hiền chờ đến ngày, đến giờ để mà bay về tổ. Chứ không phải ở bên này rồi xanh bên đây giống như mấy con én gì đó. Nó đi đâu đi thì nó cũng phải về đất liền mùa xuân. Điện thoại nữa. Hello. Hello, chú Kiệt. Dạ, con đây. Chú Kiệt ơi. Dạ. Yeah. Rồi cứ nói đi, nghe mà cứ nói đi. Dạ con điện thoại, dạ con điện thoại ở Thụy Điển chú Kiệt. Bên Thụy Điển hả? Ừ, nói đi, có chuyện gì nói. Dạ con không có chuyện gì hết, con chỉ đang chú Kiệt. Lên livestream thì con muốn gửi lời thăm chú Kiệt thôi. Ok, cảm ơn. Chứ không có gì nói cho hả? Ok rồi, cảm ơn nha, là giữ gìn sức khỏe nha. Hello. Hello. Dạ, hello. À, nghe nha, nói đi. Dạ, em đang coi livestream, em ở bên Na Uy. Na Uy hả? Ở bên mấy giờ vậy? Dạ, hiện giờ Na Uy là đang 1 giờ khuya. Trời ơi, sao không đi ngủ đi? Bên Na Uy 1 giờ khuya còn thức. Dạ, thấy anh làm gì? Anh Kiệt cho em hỏi thăm. Em cứ nói đi. Dạ, là tại vì số phận của Diêm Thiền ở hải ngoại để giúp đỡ người Việt ở trong nước. Nhưng mà giống như em thì có lòng, có tâm, nhưng mà đợt bước tầm tâm nhiều khi không có đủ kinh phí. Em được phép xin cha mẹ cho xin đồng ngân để mà em giúp đỡ cho bà con nghèo ở Việt Nam, được phép không anh? Dạ. Nếu mà cha mẹ mà cho chị giàu quá đó, chị sẽ không có biết tu tập. Cho nên thế gian này là phù du giá tạm mà. Mình khổ nhưng mà mình có tâm hồn cao thượng đạo đức thì mình lại giàu hơn mấy nhà tỷ phú. Yeah. Mấy cái clip cũ thì có giải thích hả? Có cái người nhà mẫu gì, Roger gì đó, bị ung thư rồi đó, có máy bay mà cũng không được đi nữa. Dạ, yeah. Yeah, tại vì nhiều khi thấy cảnh khổ quá, mình giúp chỉ có tiền mới giúp họ được thôi. Nhiều lúc đó, em cũng... Trời, cái chuyện đó là chuyện của bác Thưởng, bác Trọng, mấy bác ở chợ bển lo cho dân mình. Chứ sức của mình lo đâu có nổi. Đó là chuyện của mấy bác mà, mấy bác dông dân giỏi sông toàn. Bác Trọng giỏi với mấy bác bển giỏi. Mình chỉ lo chuyện lý nhí thôi. Quá đau lòng luôn, nhưng mà mình làm sao làm nổi. Đó. Gì hả? Lãnh nhiệm vụ của cha thì bây giờ ngồi chờ cha thôi, chứ giờ cha giáo gì làm đó hà. Kiệt chỉ là người đi làm mướn cho Thượng Đế mà. Cha kêu nửa đời nửa đạo thì lo đạo, thì giờ Kiệt lo phần đạo, gã hồng giống xuống truyền tin thì bữa nay cũng vẫn là truyền tin nè. Nói chứ muốn có tiền á là do mình phải đọc Lăng Nghiêm nha, lấy cuốn Lăng Nghiêm ra đọc. Khi Lăng Nghiêm đọc, cái tâm nó sáng, cái trí nó sáng. Khi cái trí nó sáng á, nó làm nhiều chuyện có lợi ích thì vẫn là cuốn kinh thôi, nhưng mà còn mình không đọc á
cái đầu của mình nó cứ cờ cù cờ gật hoài á, là mình suy nghĩ cái gì cũng chặt hết, bỏ dốt nhiều cũng sai hết. Thì lấy cuốn kinh ra đọc đi, là từ từ đời sống sẽ thay đổi, rồi chư thiên sẽ gia hộ thêm nữa. Đó là sự thật á. Dạ em cảm ơn nhiều. Rồi.